À, biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua với bản tin 24 giờ của chúng tôi. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, siêu đập tam hiệp của Trung Quốc bị vỡ, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và cũng là con đập lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tuy đập Tam Hiệp mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu con đập này vỡ thì Trung Quốc sẽ gánh một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Theo một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên China Morning Post đưa tin, đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ năm 1994 sau 15 năm, tức là vào năm 2009. Con đập này được chính thức hoàn thành. Được biết, đập Tam Hiệp xây chắn ngang một con sông lớn nhất Trung Quốc, đó là sông Dương Tử. Thưa quý vị, có rất nhiều người cũng như là rất nhiều các chuyên gia hỏi rằng nếu vỡ đập Tam Hiệp thì Trung Quốc sẽ ra sao? Để câu trả lời này, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp là một trong những con đập lớn nhất Trung Quốc và cũng là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Con đập này giữ rất nhiều kỷ lục của thế giới. Thế nhưng, đập Tam Hiệp lại như một con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu gặp phải sự cố. Trong đó có sự cố lớn nhất đó là vỡ đập Tam Hiệp. Nếu đập này bị vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ diện tích của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Theo các chuyên gia cho biết, con đập sở hữu hàng loạt những kỷ lục thế giới, đặc biệt là vài điểm như sau. Con đập được xây bằng bê tông cốt thép có chiều cao 181m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610km², hơn 102 triệu mét khối đất đã được chuyển đến để mở cho 27 triệu khối bê tông và 463 tấn thép đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel. Công suất lắp đặt khoảng 18 GW. Cuối cùng là chi phí theo công suất theo công bố bỏ ra để xây dựng con đập này lên tới 23 tỷ đô la Mỹ. Theo nhiều chuyên gia thì con số thực tế có thể lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa có thể tích là 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước khoảng tầm 1.045 km² và con đập chứa nước lên tới 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường. Theo tính toán, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu dân, kể cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra khỏi miền đông. 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà dân cư sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với cả thế giới hàng ngàn năm sẽ bị biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong mực nước khoảng tầm 10 mét. Và nếu như đập Tam Hiệp vỡ thì hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng đóng tàu thuyền, các hãng sản xuất hàng chế biến xuất khẩu cùng tàu bè thương mại, kỹ nghệ du lịch sẽ bị tàn phá, ngập trong nước và cuốn ra ngoài biển Đông. Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Nếu như đập Tam Hiệp bị vỡ thì sẽ mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, khi đó Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện. Khoa học công nghệ sẽ bị tàn phá, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh tật, bệnh dịch bị hoành hành tràn lan. Vâng, thưa quý vị, các vị đã hiểu được đập Tam Hiệp quan trọng với người Trung Quốc như thế nào. Và nếu xảy ra chiến tranh, không cần đánh đâu xa, chỉ cần đánh cho vỡ đập Tam Hiệp thì cả Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Tổn thất về người và nền kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như là tử huyệt Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn như bộ binh phòng không, không quân, tên lửa xung quanh con đập này để bảo vệ 24/24. Theo các chuyên gia tính toán, trừ khi có một trận tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có xảy ra trong lịch sử thì con đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là ai dám tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc? Chuyên gia giả thuyết bởi 17 bí mật bị che giấu như sau. Vài ngày trước, một bức ảnh Google Maps cho thấy đập thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc bị biến dạng nghiêm trọng, đã gây ra một cú sốc trong cộng đồng mạng. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc dự đoán và đưa ra lời cảnh báo rằng đập Tam Hiệp cần phải bị phá bỏ. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất hành tinh và cũng là công trình gây tranh cãi nhiều nhất, được cho là dấu hiệu biến dạng, cho trong khi cơ quan chức năng của Trung Quốc khẳng định công trình vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Theo Fox News cho biết thì các chuyên gia làm việc tại tập đoàn Tam Hiệp của Trung Quốc, công ty sở hữu nhà nước, khẳng định con đập có biến dạng khoảng vài mili do yếu tố nhiệt độ và mức nước thay đổi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Cũng theo Reuters,
Đập Tam Hiệp hiện là công trình đắt giá nhất thế giới và gây ra nhiều tranh cãi với cả Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm rất nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải di chuyển đến nơi khác để sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo bờ sông Trường Giang. Các nhà phê bình cũng đã chỉ trích dự án và cho rằng con đập làm tăng nguy cơ động đất và lở đất trong khu vực. Trước khi xây dựng, các nhà khoa học địa lý sinh học từ lâu đã cảnh báo việc xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở khu vực đông dân cư như Tam Hiệp của Trung Quốc không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái, môi trường sống của các loài động vật, thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Mưa ở Tam Hiệp trở nên ít hơn, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, dịch bệnh có nguy cơ tràn lan nhiều hơn. Đập Tam Hiệp từng được Trung Quốc tuyên bố là có khả năng chống chịu trước bom hạt nhân. Nếu vỡ đập, dòng nước chảy trên sông Trường Giang sẽ trở nên vượt mức kiểm soát và gây ra thảm họa trên diện rộng, trên toàn bộ diện tích của Trung Quốc và sẽ nhấn chìm Trung Quốc xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Một khi đập Tam Hiệp vỡ, toàn bộ các vùng hạ lưu dưới đập Tam Hiệp đều sẽ gánh chịu tai ương, mà khu vực bao gồm của nó vừa vặn chính là lưu vực sông Tần Hoài, bao gồm các thành phố lớn nhỏ ở Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Cư dân dọc theo tuyến này lên đến mấy trăm triệu người, có thể nói là tai họa có tính hủy diệt đối với dân tộc Trung Hoa. Đập thủy điện Tam Hiệp ký sinh trùng trên thân con rồng khổng lồ Trường Giang. Theo phong thủy học, Trường Giang là long mạch của Trung Quốc, từ đầu nguồn cho đến cửa biển giống như từ đuôi đến đầu của một con rồng khổng lồ. Đập Tam Hiệp chính là một bức tường đè lên thân rồng, khiến phong thủy tốt, lưu động tuần hoàn tự nhiên biến thành một đầm nước chết. Điều đó khiến cho vùng sông Trường Giang vốn kinh tế phát triển sôi động nay đã biến thành vùng tai họa, càng ngày càng nhiều thảm họa thiên tai dịch bệnh như ngày nay. Có người đã nói ví von rằng nếu nói Trường Giang là một con rồng, thì đập thủy điện Tam Hiệp là một con ký sinh trùng sống nhờ hút dinh dưỡng trên thân con rồng. Một dân mạng có viết rằng khi xây dựng công trình đập thủy điện Tam Hiệp, tôi đang học cấp 3, thầy giáo có nói với chúng tôi rằng đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại có lợi ích cho người dân chúng ta. Bởi vì nó cung cấp lượng điện rất lớn, giá điện sẽ hạ xuống, đến lúc tiền điện mỗi gia đình chúng ta sẽ giảm xuống. Nhưng điều chúng tôi thấy lại là 90 tỷ tệ, khoảng 300.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng đập Tam Hiệp. Mực nước thượng du dâng lên ngập đất đai khiến nhiều hộ dân phải di rời. Chính quyền nói rằng chi phí di rời mỗi hộ dân là 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Cuối cùng chỉ có một bộ phận được nhận 10.000 tệ, khoảng 33 triệu đồng, còn lại chẳng thấy tăm hơi. Còn giá điện từ khi tôi học cấp 3 đến nay hoàn toàn không thấy giảm, trái lại hàng năm đều tăng. Còn dưới góc độ khoa học tự nhiên mà nói, tai họa tự nhiên do đập Tam Hiệp đem lại quá nhiều. Hoặc dưới góc độ nhân tâm mà nói, đập Tam Hiệp hoàn toàn là con trùng hút máu gây họa, tai hại cho người Trung Quốc. Cộng thêm khả năng động đất mà dự ngôn nói đến thì thật khủng khiếp. Quan trọng hơn là các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói công trình Tam Hiệp có vấn đề là sự chuẩn bị để đổ trách nhiệm cho người khác. Cũng giống như chiêu bài mọi người đều nói thì đúng cũng thành sai, sai thành đúng. Vậy nên đập Tam Hiệp vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tư tưởng nhân định thắng thiên chỉ là si tâm vọng tưởng của thuyết vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Người dân Trung Quốc cần phải đòi lại non xanh nước biếc của dân tộc Trung Hoa. Người Trung Quốc phải tự cứu lấy mình. Vì thế Trung Quốc rất sợ đập Tam Hiệp bị vỡ. Thưa quý vị, trong các bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu về con đập Tam Hiệp cho quý vị được rõ, và nước nào trên thế giới là nước mà dám đánh sập con đập Tam Hiệp của Trung Quốc, và Trung Quốc bảo vệ con đập Tam Hiệp này như thế nào, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.